Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Sau một năm vắng bóng ở các giải đấu tiêu chuẩn, Quang Liêm đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ. Anh đã đạt mốc elo cao nhất trong sự nghiệp của mình và đang thẳng tiến vào top 15 các cao thủ hàng đầu thế giới. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm và nhà vô địch châu Phi, đại kiện tướng Ba Amin tại giải cờ vua siêu hạng. BN Chess Master 2023. Trong trận đấu này thì Quang Liêm là người chơi con trắng và Ba semamin là người cầm quân đen. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký và nhấp vào cái chuông để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất. Đừng quên để lại một like để động viên và ủng hộ admin dạy chơi cờ vua nhé. Với quyết tâm biến lợi thế cầm quân trắng thành bàn thắng, Quang Liêm mạnh mẽ khởi đầu ván cờ bằng nước tốt D4 không còn xa lạ gì Quang Liêm. Nhà vô địch châu Phi nhanh chóng đáp trả bằng nước mã F6. Trắng tiếp tục dâng tốt C4, chiếm lĩnh trung tâm. Đen để tốt D6, đúc lô cốt cho tượng lên G7, kiểm soát đường chéo chiến lược A1, H8. Trắng đẩy tốt G3, với ý đồ sẽ phiên kép tượng lên G2, khống chế đường chéo lớn còn lại của bàn cờ. Đen đẩy tốt C6, chuẩn bị dâng tốt D5, bố trí tốt dọc theo đường chéo H1, A8 để hạn chế sức mạnh của quân tượng trắng trên G2. Trắng theo kế hoạch đưa tượng lên G2, chĩa về phía trung tâm. Đen dâng tốt D5, lập lại thế cân bằng ở trung tâm. Trắng phi hậu lên A4, bảo vệ tốt. Dù cầm quân đen, Xong 3 xe ma min, vẫn chủ trương chơi đôi công nên đã chủ động đổi tốt sang C4, khai chiến. Trắng ngăn hậu sang C4, Đen triển khai tượng lên G7 chĩa về phía trung tâm. Trắng phát triển mã cánh vua lên F3. Sau khi đã hoàn thành phát triển các quân nhẹ cánh vua. Trắng nhanh chóng nhập thành. Đưa vua vào vùng an toàn. Chuẩn bị phản công. Trắng cũng nhập thành. An toàn vua cái đã. Đánh đấm sau. Vua vừa mới yên vị. Đen đã ủng hộ phi tượng lên E6 tấn công hậu. Trắng chạy hậu sang A4 tránh đòn với việc tốt đứng ở E6 lấy mất vị trí đẹp của mã đen bèn đưa mã ra A6 với đồ sẽ di chuyển về C7 rồi vòng lên chiếm đóng ở trung tâm D5 trắng triển khai mã lên C3 đưa quân xuất trận thật nhanh đen phi hậu lên B6 trắng đẩy tốt E4 tạo thành một cặp tốt E4 D4 vô cùng lợi hại chiếm lĩnh trung tâm đen qua xe D8 gia tăng áp lực lên tốt trung tâm trắng đẩy tốt h3 bảo vệ og4 đề phòng mã đen xâm nhập chuẩn bị triển khai tượng lên e3 với quyết tâm giành thế chủ động trên chiến trường nên mạnh mẽ dâng tốt c5 phản kích vào trung tâm nếu mà trắng sơ ý ăn tốt sang c5 thì mã đen sẽ ăn lên c5 lợi tem tấn công hậu và di chuyển về phía trung tâm do đó thì trắng đã thúc tốt tràn sang D5 đuổi tượng. Đen chạy tượng với D7. Vừa né đòn vừa tranh thủ tấn công hậu. Trước sự hung hăng của đen, trắng sách hậu lùi về D1 để tránh đòn. Nước đi này lại khiến hậu trắng lại rơi vào tầm ngắm của xe đen đang đứng sẵn ở D8. Và đen lập tức dâng tốt E6, đột phá vào trung tâm hòng mở cột D cho xe uy hiếp hậu. Trắng nhảy mã về E5 tấn công tượng và mở đường cho tượng phía sau bảo kê tốt D5 đen ăn tốt vào D5 trắng ăn tốt lên D5 đen lùi tượng với E8 tránh đổi quân trắng qua xe E1 chiếm lĩnh cột mở E đen lùi mã về C7 gia tăng sức tấn công lên tốt D5 trắng đẩy tốt A4 mở chiến dịch đột kích ở bên cánh hậu với việc hậu trắng đang đứng cùng cột với xe Đen lập tức tận dụng đòn rằng để di chuyển mã lên e6. Giật mình trước nước cờ mạo hiểm của nhà vô địch châu Phi, song Quang Liêm vẫn kiên định với kế hoạch liền tiến tốt tràn sang a5 để tấn công hậu. Đen chạy hậu sang a6 né đòn, trắng lùi mã về d3 uy hiếp tốt e4. Đen đưa xe qua c8 bảo vệ. Ở đây thì trong trường hợp trắng có thể ăn tốt vào e6. Nên ăn xe xuống D3 tấn công hậu thì trắng sẽ chạy hậu lên B3. Đe dọa sẽ ăn tượng B7 tấn công đôi hậu và xe. Đen đẩy tốt B6 phòng thủ thì trắng sẽ lùi tượng với F1 tung đòn ràng bắt xe. Đen đẩy tốt C4 tấn công hậu thì trắng sẽ ăn tượng vào D3. Đen ăn tốt vào D3 thì trắng sẽ phi tượng lên G5 và trắng sẽ chiếm ưu thế áp đảo khi vượt trội về lực lượng và cả về thế trận trở lại ván cờ thực chiến với quan điểm đánh chắc tiến chắc liêm triển khai tượng lên e3 gia tăng sức tấn công lên tốt c5 đen thúc tốt tràn sang c4 tấn công mã trắng chạy mã lên b4 đuổi hậu đen chạy hậu sang d 6 tấn công lại quân mã ở b4 ở đây nếu mà trắng chạy mã về c2 thì sẽ đánh mất thế chủ động của mình khi đó thì đen sẽ tung mã lên c5 đe dọa sẽ vào các ô tiền đồn ở D3 và B3, khiến thế cờ sẽ trở nên phức tạp. Do đó thì trắng đã chủ động ăn tốt vào E6, ra tay trước, nên ăn hậu lên B4, mở đường cho xe tấn công hậu, trắng chạy hậu lên E2 tránh đòn. Theo chúng tôi thì ở đây, đen nên ăn tốt xuống E6, trắng ăn tượng vào A7, mở đường cho hậu tấn công tốt E6, thì đen sẽ lên tượng F7 bảo vệ trắng lùi tượng với B6 tấn công xe thì đen sẽ chạy xe lên B7 phòng thủ ngang số 7 và trắng sẽ có một chút ưu thế về mặt thế trận trở lại với diễn biến bán cờ đen đã chơi một nước cờ rất tệ là đẩy tốt B6 che chắn các tốt bên cánh hậu khỏi tầm ngắm của cặp tượng trắng nhanh chóng đổi tốt vào B6 mở cột A cho xe tham chiến đen ăn tốt lên B6 trắng phi tượng lên G5 tung đòn răng để khống chế mã F6. Bí nước đen lùi hậu về C5 bắt tượng. Trắng đẩy tốt H4 bảo vệ để giữ thế. Đen lao xe xuống D3, cố gắng tránh khỏi đường răng của tượng. Trắng thọc xe xuống A7, âm thầm đưa quân nặng xâm nhập hàng ngang số 7. Đen lắc hậu qua F5. Thế nhưng, đen đã không ý thức được sự nguy hiểm khi đưa dê vào miệng cọp. Không chậm chế, trắng đổi tượng vào mã F6 tiêu diệt quân bảo vệ trung tâm đen ăn tượng lên F6 thừa thế sông lên trắng tiếp tục ăn tốt vào F7 chiếu cực chẳng đã nên phải ăn tượng lên F7 chỉ chờ có thế trắng phi tượng lên E4 tung đòn tấn công đôi bắt hậu và xe đòn chiến thuật cơ bản trong sách giáo khoa này khiến cho trắng không thể tránh được việc mất quân đen đúng cuống qua xe E8 rằng không chậm trễ. Trắng ăn luôn tượng vào F5 Mồm kêu Mình xin Đen liên tiếp ăn xe vào E2 chẳng ăn xe lên E2 Nên ăn tốt lên F5 Sau một loạt nước đổi quân Ăn uống loạn xạ Trắng đã hơn đen chất và đưa về thế cờ Hai xe mã đấu với xe hai tượng Liệu rằng Cặp xe hùng mạnh của trắng Có thể áp đảo được hai tượng Hổ báo của đen hay không Chúng ta hãy cùng xem tiếp trắng qua xe B7 bắt tốt. Đen di chuyển xe về D6 phòng thủ. Bị hai tượng đen phong tỏa các cột mở E. Trắng bèn lùi xe về E1 tìm kiếm cơ hội phản công khác. Đen qua vua F8 tìm cách tích cực vua trong cờ tàn. Trắng qua xe A1 chuyển hướng sang tấn công trên cột A. Đen đẩy tốt H5. Trắng nhanh chóng lao xe xuống A8 chiếu. Đen lùi tượng về D8 che chắn cho vua trắng qua vua F1 đưa vua lên tham chiến theo hướng E2 F3 F4 đen qua vua E8 bảo vệ tượng cho xe rảnh tay di chuyển trắng theo kế hoạch lên vua E2 đen qua xe E6 chiếu trắng chạy vua lên F3 không làm gì được trắng đen lại phải đưa xe qua D6 bảo vệ tượng để san tải cho vua Trắng lùi xe về A7, chồng xe trên hàng ngang số 7. Đe dọa sẽ quét sạch mọi chướng ngại vật trên đường đi của cặp xe. Thế vậy, đen liền chạy tượng lên A6. Trắng qua xe H7. đe dọa sẽ chiếu hết ở H8. Thế nguy, đen vội vã lùi tượng về D7, chia cắt hàng ngang số 7 để mở đường cho vua chạy lên. Trắng lao xe xuống H8 chiếu. Đen luống cuống chạy vua lên E7. Trắng sông vua lên F4 Tìm cách đột nhập vào trong thế trận của đen Bị chói một lúc cả hai tượng Không thể di chuyển Đen điều lĩnh lao xe xuống D2 Tìm kiếm cơ hội phản công Với bản năng sát thủ Khiến cả thế giới phải run sợ Liêm lạnh lùng lao vua lên E5 Làm bàn đạp cho mã nhảy vào D5 Để tấn công Đây thì biết không còn khả năng chống đỡ Nhà vô địch châu Phi Ba xem Amin này phải dừng đồng hồ chịu thua để tránh khỏi bị ăn hành. Trường hợp mà đen chảy cối chống cự thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau.